Về nội dung thì tôi trình bày các mục là tổng quan đối với ung thư phổi, chẩn đoán, phác đồ điều trị và điều trị ung thư phổi. Tổng quan thì ung thư phổi là một bệnh lý thường gặp và chiếm tỷ lệ tử vong rất cao. Đối với hiện nay thì ở Việt Nam thì ung thư phổi xếp hàng thứ hai sau ung thư gan, chúng ta có nhìn thấy ở trên đây. Theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới thì ung thư phổi thì được chia làm hai nhóm là ung thư phổi không tế bào nhỏ chiếm khoảng 80 đến 85% tổng số bệnh lý ung thư phổi và ung thư phổi tế bào nhỏ chiếm 10 đến 15 đến 20%. Trong mỗi nhóm thì có những phương pháp điều trị và tiên lượng bệnh khác nhau. Về chẩn đoán ung thư phổi thì tôi cũng xin nói phép nói được nói sơ qua về chẩn đoán và điều trị. Chẩn đoán thì về chẩn đoán về khám lâm sàng các chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt và chẩn đoán giai đoạn đánh giá các biến lăng. Chẩn đoán xác định thì được dựa trên là lâm sàng, cận lâm sàng là cùng có chẩn đoán hình ảnh và tiêu chuẩn vàng là chẩn đoán về mô bệnh học. Chẩn đoán hình ảnh trong ung thư phổi thì gồm có x quang lồng ngực thẳng nghiêng, các chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ và chụp PET-CT. Các phương pháp cận lâm sàng khác ví dụ như là chẩn đoán phương pháp nội soi phế quản ống mềm và nội soi trung thất. Ngoài ra còn có các phương pháp phẫu thuật nội soi. Các phương pháp về chẩn đoán cận lâm sàng có thể sử dụng sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của các lớp vi tính, xét nghiệm tế bào học, chọc hút tế bào hạch bằng kim nhỏ, chọc hút dịch màng phổi bằng tim, chọc hút kim nhỏ tại khối u và làm tế bào học chảy và rửa phế quản qua nội soi, xét nghiệm tìm tế bào ác tính trong đờm. Mô bệnh học của ung thư phổi cũng ung thư phổi nguyên phát được chia làm hai nhóm chính, ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không phải tế bào nhỏ. Trong đó ung thư phổi tế bào nhỏ thì được chia ra là ung thư biểu mô vẩy, biểu mô tuyến, ung thư tế bào lớn. TNM mới nhất hiện nay thì so sánh giữa phân loại của 9 và phân loại 8. Phân loại 9 thì hiện nay bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 thì ta thấy cũng có một số sự thay đổi trong đối với phân loại xếp loại giai đoạn TNM của ung thư phổi không tế bào nhỏ. Trong đó thì về khối u tức là tumor thì cũng có sự thay đổi. Thì tuy nhiên là về phân loại về hạch thì cũng đã có sự thay đổi. Trong đó thì về hạch N2 thì có N2A và N2B, cũng như là về giai đoạn di căn thì cũng có sự thay đổi. Về cái sự so đây trên bảng này chúng ta có thể nhìn thấy so sánh về phân loại TNM giữa bản 8 và bản 9 thì có sự thay đổi. Từ đó dẫn đến sự thay đổi về mặt giai đoạn bệnh để chúng ta có và chúng ta cái hướng điều trị của chúng ta sẽ phụ thuộc vào việc là sự biến đổi của các bản phân loại này dẫn đến cái sự điều trị nó cũng có sự thay đổi. Thì hiện nay thì điều trị ung thư phổi thì vẫn dựa vào, cũng giống như các bệnh lý khác thì dựa vào phẫu thuật, xạ trị và hóa chất điều trị toàn thân. Trong đó thì xạ trị thì chúng ta đã biết là cũng đã luôn luôn đóng một vai trò quan trọng đối với điều trị ung thư. Thì xạ trị là chiếm khoảng độ 50 đến 60% các bệnh nhân có ung thư là có chỉ định xạ trị. Trong đó sẽ xạ trị về ung thư phổi thì đây chúng ta đã có thể nhìn thấy là theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam về cái điều trị ung thư phổi thì đây chúng ta xem các giai đoạn. Ví dụ giai đoạn 1 là điều trị triệt căn tại chỗ, giai đoạn 2 điều trị triệt căn tại chỗ và có bổ trợ, và giai đoạn 3 thì là phẫu thuật triệt căn cũng với điều trị bổ trợ hóa xạ trị, hoặc là những giai đoạn 3 mà không mổ được thì sẽ điều trị đa mô thức hóa xạ trị đồng thời, hoặc là hóa trị cũng có thể có xạ trị. Ở giai đoạn 4 thì sẽ là và điều trị toàn thân. Trước đây thì gần đây thì hội đồng về được hướng dẫn điều trị guideline của NCCN thì cũng đã sang các nước, và trong đó có Việt Nam đã cũng khuyến cáo về các việc áp dụng điều trị của guideline của NCCN. Và cái ung thư phổi thì cũng là cái mà bệnh đầu tiên được đưa ra để thống nhất về cái guideline điều trị. Thì trong đó về nguyên tắc xạ trị thì một cái vấn đề quan trọng là khuyến nghị điều trị tia xạ thì cần có sự thống nhất của một nhóm các chuyên gia đa chuyên khoa về ung thư phổi. Và xạ trị đối với cả ung thư phổi thì có vai trò trong tất cả các giai đoạn của ung thư phổi không tế bào nhỏ. Mục tiêu của xạ trị thì là kiểm soát khối u, tối đa ở khối u và giảm tối thiểu độc tính. Các kỹ thuật cơ bản cần phải đạt được tối thiểu là xạ trị 3D. Các kỹ thuật tiên tiến có thể áp dụng khi thích hợp như là chụp cắt lớp vi tính 4D, làm được chụp PET-CT có FDG và mô phỏng có cộng hưởng từ, điều biến liều, quản lý di động nhịp thở và có thể có liệu pháp proton. Đối với cái việc xạ trị ung thư phổi
chỉ định xạ trị ung thư phổi, chúng ta nhìn thấy đây là tất cả các giai đoạn của bệnh đều có thể có chỉ định đối với xạ trị, điều trị triệt căn, đối với cả có thể là tia xạ đơn thuần, xạ phẫu hoặc phối hợp với cả hóa chất, điều trị tia xạ trước phẫu thuật, hóa xạ trị nhằm giảm kích thước u, hoặc là điều trị sau phẫu thuật nhằm diệt các vi di căn tại chỗ, tại vùng, điều trị xạ trị sau phẫu thuật đơn thuần hoặc là phối hợp với hóa chất, điều trị chăm sóc và giảm nhẹ triệu chứng, chống chèn ép, chống cầm máu, giảm đau, điều trị dự phòng. Cái này điều trị dự phòng là dự phòng não thì chủ yếu là thực hiện áp dụng đối với ung thư phổi tế bào nhỏ. Ở những giai đoạn sớm, ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm, giai đoạn 1, giai đoạn 2A mà hạch âm tính, thì đối với một số bệnh nhân mà không có chỉ định phẫu thuật, không có khả năng phẫu thuật, thì chúng ta áp dụng là xạ trị định vị thân SBRT hoặc là xạ trị quy ước giảm phân liều, nếu trong trường hợp chúng ta không có xạ trị định vị thân SBRT. Ở giai đoạn tiến triển tại chỗ, ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 2, giai đoạn 3 có thể là hóa xạ trị đồng thời triệt căn, áp dụng đối với giai đoạn 2 không phẫu thuật được mà có hạch dương tính, hoặc giai đoạn 3 không phẫu thuật được và điều trị toàn thân trước phẫu thuật và xạ trị hậu phẫu. Giai đoạn 3A có thể phẫu thuật được N2 với N2 tối thiểu và hóa xạ trị đồng thời tiền phẫu đối với ung thư phổi giai đoạn 3A có khối u nằm ở đỉnh phổi, là một vị trí rất là khó khăn trong việc thực hiện phẫu thuật. Ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa và di căn thì các chỉ định của xạ trị là điều trị giảm nhẹ tại chỗ, dự phòng triệu chứng đau chảy máu, chống chèn ép. Phân liều xạ trị ở đây thì phân liều xạ trị đối với cả tiêu chuẩn cho xạ trị tiền phẫu là 45-54 gray với phân liều 1.8-2 gray trong một phân liều, liều triệt căn là 60-70 gray, phân liều 2 gray trong một phân liều và liều giảm nhẹ thường là 30 gray với phân liều là 3 gray trong một phân liều. Trên đây là cái bảng về liều điều trị xạ trị, tổng liều và phân liều cũng như thời gian điều trị. Chúng ta có thể thấy là xạ trị triệt căn với tổng liều 60-70 gray trong 6-7 tuần, tiền phẫu, hậu phẫu và xạ trị giảm nhẹ. Đối với bệnh lý tắc nghẽn như chèn ép tĩnh mạch chủ trên, tắc nghẽn phổi, di căn xương xâm lấn phần mềm, di căn xương không xâm lấn phần mềm, di căn não, xạ trị tại lồng ngực với thể trạng bệnh nhân kém và bất kỳ di căn ở bệnh nhân có thể trạng kém. Còn ngoài ra thì chúng ta có thể xem thêm ở đây là cái tổ chức nguy cấp, liều giới hạn ở tổ chức nguy cấp thì đối với tủy sống liều tối đa là dưới 50 gray và đối với phổi, tim, thực quản và đám dối cánh tay. Đây là những cái tổ chức nguy cấp mà các nhà xạ trị học cần phải biết. Còn với liều điều trị xạ phẫu SBRT thì đây chúng ta đã xem là có phân liều. Trước đây thì xạ phẫu thì thường thực hiện từ 3-5 phân liều. Thế tuy nhiên hiện nay gần đây có thể là nhiều hơn từ 7-10 phân liều. Về lập kế hoạch để điều trị xạ trị thì thể tích xạ trị cần được xác định dựa trên là khối u thô, độ lan rộng vi thể, sự di động của mục tiêu, sai lệch thiết lập vị trí hàng ngày và cần phải đánh giá biểu đồ thể tích liều, dose volume histogram là một vấn đề rất là quan trọng để lập kế hoạch điều trị. Ngoài ra thì xác định liều của tổ chức nguy cấp như là tủy sống, phổi, tim, thực quản, đám dối cánh tay. Việc lập kế hoạch điều trị, lập kế hoạch điều trị thì dựa trên mô phỏng là chụp cắt lớp vi tính ở vị trí điều trị xạ với thiết bị cố định phù hợp. PET-CT thì đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch điều trị, nó giúp là xác định được mục tiêu điều trị, xác định các thể tích đích như là thể tích khối u thô, thể tích hạch, các thể tích trên lâm sàng và thể tích di động của u và thể tích u, thể tích xạ trị nói chung, xác định các cơ quan nguy cấp như là thực quản, tim, phổi, tủy sống và đám dối cánh tay đối với cả ung thư phổi. Trên đây chúng ta có thể nhìn thấy việc xác định thể tích đích, xác định khối u thô ở trên cửa sổ thì thường là áp dụng ở trên cửa sổ nhu mô, còn đối với hạch thì có tiêm thuốc cản quang sử dụng trên cửa sổ trung thất. Đây là trong trên hình là một cái bệnh nhân nam 63 tuổi ung thư phổi giai đoạn chẩn đoán TNM là tim 1N0M0, T1N0M0. Còn trên đây là một cái hình ảnh về một bệnh nhân nữ 69 tuổi ung thư phổi thủy trên CT3N2M0 ung thư biểu mô vẩy. Chúng ta đã nhìn thấy ở đây là các đường GTV là đỏ, CTV là vàng và PTV là xanh. Và chúng ta xác định các thể tích đích thì chúng ta có thể dựa trên PET-CT giúp mục đích giúp chúng ta là xác định phân biệt giữa các tổn thương u và tổn thương xẹp phổi
ngoài ra xác định thêm các hạch có di căn để chúng ta lập kế hoạch điều trị. Vì với cái việc chụp PET CT này thì thường phải thực hiện là khoảng trong vòng 4 tuần trước khi mà lập kế hoạch điều trị, thì cái phim PET CT đấy sẽ có giá trị để giúp chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị. Việc sử dụng PET CT thì cũng có thể là đã sẽ giúp phần giảm nhẹ cái thể tích của cái khối u cần phải tia xạ, do đó sẽ giảm được cái việc là có những cái biến chứng như là viêm phổi hay là viêm thực quản sau xạ trị. Chúng ta sẽ xem trên này hình ảnh, chúng ta thấy tương đối rõ là để hấp thu FDG rất mạnh ở một vùng thủy trên phổi trái bệnh nhân có xẹp phổi. Như vậy nếu trước đây mà chúng ta không có PET CT thì chúng cả cái phần xẹp phổi sẽ nằm trong cái phần mà thể tích xạ trị. Thế tuy nhiên là khi mà có nhờ cái sự giúp đỡ của PET CT thì chúng ta thấy là việc xạ trị là đã sẽ được giảm điều thể tích. Việc xác định thể tích đích thì là CTV là thể tích bia lâm sàng thì cũng dựa trên khối u thô cộng với cả margin là đối với ung thư phổi tiểu biểu mô tế bào vẩy thì là 6 mm và đối với ung thư biểu mô tế bào tuyến là 8 mm. Xác định thể tích đích PTV thì có thể là CTV cộng thêm với độ di động của nhịp thở, vì chúng ta đã biết là phổi là một cái cơ quan rất là di động, có thể nói là di động nhất ở trong các cơ quan. Vì như vậy là việc điều trị nó sẽ phụ thuộc vào cái việc chúng ta có thể giúp được hạn chế được cái di động của nhịp thở hay không. Và PTV xác định là trên ATV cộng với cả những sự thay đổi. Các kỹ thuật mà giúp xác định vị trí, xác định khối u thì là vị trí giữa của u trong cái chu kỳ hô hấp, đồng bộ nhịp thở. Như vậy, việc lựa chọn xạ trị thì cũng chúng ta có thể lựa chọn giữa điều trị 3D CRT và điều trị điều biến liều IMRT, giúp tăng liều, tăng khả năng kiểm soát tại chỗ, giảm độc tính do giảm thể tích xạ trị, dựa vào các sự giúp đỡ của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh. Đối với xạ trị bổ trợ hạch N2 trên CTV thì có nhiều quan điểm xác định. CTV có thể xác định toàn bộ trung thất cùng bên cùng với mỏm phế quản, có thể là sử dụng vào những cái thể tích hạch có nguy cơ cao và có thể là chặn hạch di căn và mỏm phế quản. Tôi cũng xin trình bày qua về cái phát triển kỹ thuật xạ trị. Trước đến giờ thì kỹ thuật xạ trị thì chúng ta bắt đầu sơ khai là sử dụng kỹ thuật là 2D và sau đó là chuyển sang là 3D CRT 3D dimension conformance, và sau đó là các bước tiến lớn tiếp sau của chúng ta là sử dụng bằng phương pháp xạ trị điều biến liều. Và một những cái gần đây nhất bệnh viện ca cũng đang xây dựng là điều trị bằng proton. Nên đây là hình ảnh những cái máy xạ trị từ thời điểm rất là ban đầu, máy Coban đầu tiên, và đây là máy xạ trị gia tốc bắt đầu thực hiện từ năm 1956. Và đây là những cái kỹ thuật xạ trị, máy xạ trị mới ở bệnh viện ca được thực hiện từ năm 2016. Các kỹ thuật xạ trị thì như chúng ta vừa xem được qua cái phần lịch sử thì ta thấy các tiến bộ về kỹ thuật xạ trị thì từ 2D chuyển sang 3D, có từ chúng ta trước đây chúng ta có khi chỉ dựa vào những cái phim là cái phim chụp phổi thẳng, thế dần dần được tiến lên là có hình ảnh 3 chiều của các lớp vi tính, và để giúp đỡ hạn chế biến chứng thì chúng ta đã sử dụng kỹ thuật điều biến liều như IMRT và VMAT. Vậy thì các tiến bộ này sẽ được giúp cải thiện cho điều trị xạ trị như thế nào? Đối với xạ trị 3D thì phân bố chùm tia theo 3 chiều phù hợp với hình dạng tự nhiên của khối u, thì tuy nhiên là không có khả năng tạo ra sự chênh lệch về liều lượng trong cùng một trường chiếu. Ngược lại, điều trị điều biến liều đối với như là kỹ thuật IMRT hoặc kỹ thuật VMAT thì giúp cho phân bố liều cũng theo hình dạng khối u tốt hơn và giúp kế hoạch nâng liều, đồng thời có khả năng là tạo sự chênh lệch về liều lượng ngay trên một trường chiếu. Đây là một kỹ thuật rất lớn, và cũng như tôi đã trình bày ở phía trên là xạ trị thì hiện nay đã tối thiểu là phải áp dụng theo tiêu chuẩn xạ trị 3D. So sánh với kỹ thuật IMRT và kỹ thuật VMAT cũng đã cũng có sự khác biệt. Về VMAT thì là giúp nâng cao liều vào khối u và giảm liều vào cơ quan nguy cấp. Đây là hai cái đặc điểm giống nhau. Thế tuy nhiên là VMAT giúp cho rút ngắn thời gian xạ trị, giảm liều xạ do máy phát ra và giảm tác dụng phụ trên mô lành do thời gian tiếp xúc tia xạ giảm. Đây là một cái so sánh về hình ảnh chúng ta nhìn thấy là giữa điều trị 3D và điều trị VMAT. Như vậy ta thấy là chúng ta có thể thấy là điều trị với 3D thì tác dụng phụ nó sẽ rất là lớn. Thế tuy nhiên điều trị VMAT thì đã giúp giảm liều tại các mô lành.
đấy đối với điều trị xạ trị định vị thân SBRT, khi mà ta so sánh điều trị 3D với điều trị xạ trị định vị thân thì chúng ta thì có thấy là đối với xạ trị định vị thân thì đối với cả khối u có kích thước tự nhỏ và đủ xa các cơ quan nguy cấp, có cố định tư thế tốt và thì do hiệu quả rất là cao, kiểm soát thời gian kiểm soát tại chỗ 5 năm có thể 85-95% so với cả xạ trị IMRT hay VMAX chỉ đạt được kiểm soát tại chỗ là trong 5 năm là chỉ 50-75%, nó có sự chênh lệch khác biệt giữa hai cái kỹ thuật. Còn đối với kỹ thuật xạ phẫu này thì thường được chỉ định với giai đoạn sớm đối với những bệnh nhân mà từ chối phẫu thuật hoặc các mắc cái bệnh lý nội khoa, bệnh lý nền không có khả năng phẫu thuật, già yếu, chức năng phổi không còn chỉ định phẫu thuật. Và đây chúng ta đã xem một cái đồng liều của xạ phẫu, xạ định vị thân. Một phần quan trọng nữa trong xạ trị ung thư phổi đấy là có cái kiểm soát về nhịp thở, đã giúp cho phép là giảm các thông số liều, giảm độc tính lên phổi, kết quả là nâng cao liều điều trị, trong khi đó và giữ nguyên được nguy cơ độc tính phổi. Xạ trị có kiểm soát nhịp thở thì bệnh nhân được gắn ống kiểm soát nhịp thở. Về đây như tôi đã trình bày trên là ung thư phổi là một cái tạng có độ di động rất là cao, vì vậy kiểm soát nhịp thở đóng một vai trò rất quan trọng. Đối với xạ trị proton, đây ta thấy xạ trị proton là cái phương án mới nhất và hiện nay là ngay ở chúng ta rất là mơ ước đã có để có một cái máy xạ trị proton. Hiện nay là nhiều nước ở Đông Nam Á cũng đã bắt đầu có những cái máy xạ trị proton này. Đây là kỹ thuật xạ trị tiến bộ nhất hiện nay để điều trị tia xạ cho bệnh nhân, và những cái nghiên cứu đo liều đã so sánh phân bố liều của proton và phân bố liều photon cho thấy proton giảm được liều vào những cái tổ chức nguy cấp như phổi, thực quản, đam rối cánh tay, thành ngực và tim. Chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh ở trên này. Chúng ta có thể so sánh về sự phân bố liều giữa proton và tia X. Ở đây chúng ta nhìn thấy là đối với cả xạ trị proton, chúng ta sẽ nhìn thấy cái đường xanh ở phía dưới này đây. Thì ta thấy là khi mà đi vào khối u thì xạ trị proton đã giúp cái liều cái chùm tia proton sẽ làm cái liều xạ ở tại khối u nó tăng vọt lên cao và sau đó giảm xuống rất nhanh, trong khi đó thì xạ trị bằng tia photon thì sẽ làm nó phải giảm từ từ và do đó nó sẽ tác dụng phụ cao ở đối với những cái tổ chức lành ở xung quanh khối u. Đối với liều cơ quan nguy cấp thì đây là các bảng phân liều tôi đã trình bày ở trên, cái này tôi sẽ xin phép đi qua các biến chứng của xạ trị thì đối với cả các biến chứng và độc tính phổi do bức xạ thì ta thấy ở đây từ kỹ thuật 2D cho đến kỹ thuật proton từ nó có một sự khác biệt rất lớn, bắt đầu là viêm phổi độ 2 trở lên là từ 47%, nhưng mà so sánh đối với cả kỹ thuật 3D là 30-35%, điều biến liều là IMRT là 29-32%, VMAT là 24-29% và đặc biệt là proton thì dưới 5%. Như vậy là chúng ta có thể giúp chúng ta tăng cái liều xạ đối với cả bệnh nhân. Vâng, xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Vâng, xin được cảm ơn phần chia sẻ với rất nhiều các cái thông tin hữu ích và những cái chia sẻ quý giá của bác sĩ Tùng. Và trong lúc bác sĩ Tùng trình bày thì chúng tôi cũng đã nhận được một số câu hỏi từ các quý đồng nghiệp đang theo dõi chương trình, xin gửi đến bác sĩ Tùng ạ. Chúng tôi xin đọc câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi đầu tiên đến từ một đồng nghiệp từ ở phía Nam gửi câu hỏi cho bác sĩ Tùng. Có thể chia sẻ những xét nghiệm nào để chẩn đoán bệnh ung thư phổi giai đoạn 3 hiện nay và chẩn đoán di căn hạch trung thất N2 như thế nào ạ? Vâng, xin mời bác sĩ Tùng ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Như vậy là đối với cả ung thư phổi giai đoạn 3 cũng như đối với cả các giai đoạn khác thì các xét nghiệm của đối với ung thư phổi thì chúng ta có thể thấy là chúng ta sử dụng là chụp X quang ngực thẳng, chụp cắt lớp vi tính, có thuốc cản quang, làm chụp PET CT và chẩn đoán sử dụng nội soi phế quản sinh thiết có giúp chẩn đoán mô bệnh học, nội soi siêu âm phế quản IBUS kết hợp với cả nội soi phế quản. Kết hợp giữa nội soi phế quản và siêu âm, ngoài ra có thể là nội soi lồng ngực và nội soi trung thất. Thì đối với cả câu hỏi này là xét nghiệm chẩn đoán ung thư phổi hiện nay thì khi mà đã xác định được ung thư, xác chẩn được ung thư phổi bằng mô bệnh học thì chẩn đoán tiếp theo, câu hỏi tiếp theo của chúng ta là bệnh nhân được chẩn đoán N2 như thế nào.
Vâng, đây là một câu hỏi rất là thú vị, tại vì là N2 cũng là một cái việc mà các nhà ung thư học chúng ta đang cân nhắc giữa cái giai đoạn mà bệnh nhân giúp bệnh nhân có thể, tôi nghĩ là câu hỏi này thêm có thể phẫu thuật được hay là không thể phẫu thuật được và điều trị bằng những phương án tiếp sau. Vậy là đối với cả chẩn đoán ung thư phổi tế bào nhỏ để chẩn đoán ra N2 thì sau khi chụp cắt lớp vi tính rồi phát hiện ra khối u và hạch N2 ở vị trí N2 thì chúng ta sẽ có thể dựa vào kích thước của hạch với đường kính ngắn là trên 1 cm và có mắt thuốc cản quang và có hướng dẫn có kết quả dẫn mô bệnh học, chúng ta có thể chụp PET-CT để chẩn đoán là bệnh đấy là có thể là N2 hay không. Thế tuy nhiên là những cái kể hình ảnh trên thì nó cũng chỉ có mang tính là định hướng đến là hạch là N2 không, và muốn biết chắc chắn là có thể hạch phải N2 không thì chúng ta có thể phải làm thêm một số phương án khác, ví dụ như là nội soi EBUS để có thể sinh thiết được cái hạch, cũng như là có thể phẫu thuật nội soi sinh thiết để chẩn đoán được cái hạch N2 để giúp chúng ta có hướng điều trị. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời rất chi tiết của bác sĩ Tùng ạ. Và tiếp theo thì xin gửi đến bác sĩ Tùng một câu hỏi nữa từ một đồng nghiệp ở phía đầu cầu phía Bắc. Xin hỏi bác sĩ Tùng chia sẻ thêm thì khi nào có chỉ định hóa xạ tiền phẫu trong ung thư phổi giai đoạn 3 và sau hóa xạ đồng thời ung thư phổi giai đoạn 3 liều triệt căn thì vai trò của điều trị toàn thân tiếp theo sẽ như thế nào ạ? Vâng, xin mời bác sĩ Tùng ạ. Tại bệnh viện ca hiện nay thì hóa xạ trị tiền phẫu là vẫn có được áp dụng. Chúng ta đã nói về cái NCCN khi mà trên thế giới thì có đến 2/3 số bệnh nhân là về 2/3 số trung tâm là người ta thực hiện hóa trị tiền phẫu, còn lại 1/3 còn lại thì người ta có thực hiện là hóa xạ trị tiền phẫu. Thế tuy nhiên việc thực hiện hóa xạ trị tiền phẫu thì nó sẽ có những giúp gì về mặt pathology, về mặt giải phẫu, họ đã giúp là đáp ứng tốt về mặt giải phẫu đối với cả vùng trung thất sau hóa xạ trị đồng thời tiền phẫu. Thế tuy nhiên là nó lại không giúp làm tăng thời gian sống thêm đối với bệnh nhân, và ngoài ra thì cũng có một cái tỷ lệ cao là những cái tác dụng phụ như là độc tính như là viêm phổi. Vì vậy hiện nay thì tại bệnh viện ca tất nhiên là cái trường hợp mà đặt ra là điều trị hóa xạ trị tiền phẫu đối với những trường hợp mà N2 không mổ được thì chúng ta cũng có phải có một cái hội đồng được đưa ra để xác định và để đưa ra cái hướng chẩn đoán cho bệnh nhân thích hợp. Còn một cái trường hợp nữa chúng ta đặt ra đối với những khối u ở đỉnh phổi thì bệnh nhân sẽ được hóa xạ trị tiền phẫu với cái liều xạ là như tôi đã trình bày ở bài trình bày là từ 45 đến 54 gray, và sau đó thì đánh giá lại nếu mà tổn thương mà giảm kích thước đáp ứng và có thể phẫu thuật được thì chúng ta tiến hành phẫu thuật, nếu trong trường hợp không phẫu thuật được thì chúng ta có thể nâng liều lên từ đến 60 đến 70 gray. Điều trị, vai trò của điều trị toàn thân sau khi mà bệnh nhân đã điều trị hóa xạ trị đồng thời giai đoạn 3 liều triệt căn thì câu hỏi này chắc xin phép mời bác sĩ Thanh trả lời ạ. Đối với trường hợp bệnh nhân mà chẩn đoán giai đoạn 3 không thể phẫu thuật được và cũng chưa di căn thì cái điều trị chủ đạo sẽ là hóa xạ trị đồng thời triệt căn. Thế thì sau khi kết thúc cái liệu trình về hóa xạ trị đồng thời thì chúng tôi sẽ phải đánh giá bệnh nhân. Nếu như mà bệnh nhân có đạt được ít nhất là ổn định bệnh hoặc là giảm bệnh thì bệnh nhân sẽ có chỉ định để mà điều trị củng cố bằng thuốc miễn dịch Duvalumab, và đây là một cái tiến bộ trong việc điều trị ung thư phổi giai đoạn 3. Tuy nhiên là cho đến hiện nay thì Duvalumab là thuốc miễn dịch cũng chưa được chi trả bảo hiểm y tế và giá thành thì mặc dù đã được hỗ trợ rất là nhiều các cái chương trình hỗ trợ người bệnh mua 2 tặng 1, tuy nhiên giá thành so với mặt bằng chung của người dân thì vẫn là còn cao, cho nên cái chỉ định này cũng sẽ phải dựa trên cái sự đồng thuận về chi trả của bệnh nhân. Thế còn đối với những trường hợp một là đạt được đáp ứng một phần hoặc là ổn định bệnh và không có điều kiện để điều trị củng cố Duvalumab thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân ra viện để theo dõi và tái khám định kỳ. Thế còn đối với những trường hợp bệnh nhân không đạt được bệnh ổn định hoặc là giảm bệnh thì chúng tôi sẽ phải đánh giá bệnh nhân và có thể là sẽ phải chuyển sang cái pha điều trị toàn thân bằng hóa trị.
Vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ hết sức là chi tiết của bác sĩ Tùng và bác sĩ Thanh về câu hỏi vừa rồi ạ. Và tiếp theo thì em xin phép gửi tới bác sĩ Tùng một câu hỏi nữa của một đồng nghiệp đang công tác tại Cần Thơ. Xin hỏi bác sĩ Tùng về chỉ định điều trị hóa xạ đồng thời ung thư phổi giai đoạn 3 trong ung thư phổi tế bào nhỏ và không tế bào nhỏ thì có khác biệt không ạ? Và tác dụng phụ hay gặp nhất của hóa xạ triệt căn trong giai đoạn này là như thế nào ạ? Vâng, xin mời bác sĩ Tùng ạ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Về cơ bản thì việc chỉ định điều trị hóa xạ trị đồng thời ung thư của giai đoạn 3 giữa ung thư phổi không tế bào nhỏ và ung thư phổi tế bào nhỏ thì cũng không có sự khác biệt. Thế tuy nhiên trên thực tế lâm sàng thì ung thư phổi tế bào nhỏ thì thường người ta được chia ra làm hai giai đoạn, là giai đoạn khu trú và giai đoạn lan tràn. Cái việc mà giai đoạn 3 thì cũng nằm trong là giai đoạn khu trú. Thế tuy nhiên là ung thư phổi tế bào nhỏ thì là có đặc tính là di căn xa sớm và di căn xa nhanh nhiều. Thế do đó nên là cái thể tích xạ trị đối với cả cả ung thư phổi tế bào nhỏ thì nó có việc nó có xạ trị được hay không nó phụ thuộc vào thể tích xạ trị. Đối với cả những cái thể tích quá lớn thì đôi khi là chúng ta cũng không thể thực hiện được ngay cái việc hóa xạ đồng thời. Và đôi khi là chúng ta vẫn phải, vì khi mà đã tính toán ở trên máy và tính toán liều và các con nguy cấp thì chúng ta thấy là cái độc tính rất cao đối với phổi, đối với tim, thì có những trường hợp đấy nhiều khi chúng ta vẫn phải đặt ra trường hợp là chúng ta hóa trị trước để có thể làm giảm được mất cái thể tích để điều trị. Còn về cơ bản thì việc điều trị chỉ định hóa xạ trị đồng thời trong giai đoạn 3 này là không có sự khác biệt. Thế còn tác dụng phụ của hóa xạ trị đồng thời triệt căn ở trong giai đoạn này thì gồm chủ yếu là các tác dụng phụ như là viêm phổi, viêm thực quản, viêm hầu họng và các tác dụng phụ trên da trong quá trình điều trị. Như vậy là ngoài tác dụng phụ trên là những tác dụng phụ của tia xạ thì những tác dụng phụ của hóa trị liệu thì ví dụ như là sốt do giảm bạch cầu, tiêu chảy, rụng tóc tùy thuộc vào phác đồ và cơ địa của bệnh nhân. Nhưng còn tùy theo mức độ này thì chúng ta sẽ có những cái hướng điều trị để khắc phục những cái tác dụng phụ này khác nhau. Thì các tác dụng phụ này thì cũng như tôi đã nói ở trên, tức là trong giai đoạn 3 này của không tế bào nhỏ và tế bào nhỏ thì cũng có gì khác biệt là về cái phác đồ điều trị hóa trị liệu có thể đặt ra do các nhà nội khoa đặt ra. Xin cảm ơn. Nhân sau hóa xạ trị đồng thời mà không đạt được hiệu quả thì chúng tôi sẽ đánh giá bệnh nhân và chuyển sang một cái điều trị toàn thân giống như giai đoạn tái phát di căn hoặc là giai đoạn di căn lan tràn. Thế thì điều trị toàn thân thì sẽ có thể là điều trị hóa trị kết hợp với miễn dịch, điều trị hóa